Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu Hoa Lan trên cả nước. Thì hôm nay ở clip bán hàng này, Hoa Lan Quang Minh xin giới thiệu đến các cô chú anh chị mình một cái mặt hoa cực kỳ là độc đáo, lạ mắt nha các cô chú anh chị. Đây là cái mặt hoa của Vanda Blue. Cái màu tím này nó là màu tím xanh nha các cô chú anh chị, màu tím xanh. Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng ở phường 7 thành phố Tân An, Long An. Và hiện tại thì những cái cây này đang ở cửa hàng Hùng Dương, ngay chỗ sau lưng khán đài A của sân vận động Long An. Thì những cái cây Vanda Blue này thì giá bán nó là 180k cho một chậu. 180k cho một chậu nha các cô chú anh chị. Thì một cái cây như thế này thì này em không có đem máy thước theo, nhưng mà cái cây này nó tầm khoảng 30 xăng, dưới 30 xăng chút xíu. Có cây thì hơn 30 xăng nhưng mà có cây thì nó dưới 30 xăng, nó tầm từ 27 xăng, từ 27 xăng trở lên. Đó. Đây, Vanda Blue. Đó, nó đang nở rộ luôn các cô chú anh chị. Dù mình đang nở rộ luôn. Có cái cây thì nó khoảng tầm 27 xăng. Đây có những cây nụ nè các cô chú anh chị, nụ nhiều lắm các cô chú anh chị. Đó, bây giờ là đây là những cái cây bông ha. Bây giờ em đi lại chỗ cái khu mà nó đang nụ cho các cô chú anh chị mình xem. Này em còn ít ngọc điểm hồng cánh sen nữa nè. Vanda màu khác em cũng có nữa nha, nhưng mà cái này màu này thì không nói chính xác màu được, tại vì nó đã qua một cái đợt bông rồi, không nhớ màu nha các cô chú anh chị. Nè nụ nè. Nè nụ nhiều lắm các cô chú anh chị. Nè. À, cây này đang nụ nè các cô chú anh chị. Cái này là hôm Tết tới giờ cũng ít xịt phân, nên số lượng bông nó cũng không có được nhiều. Chăm cái cây Vanda này mà cái lộ phân điều độ này kia thì cái dòi bông nó ra sẽ rất là đạt nha các cô chú anh chị. Rồi sẵn quay mấy cây dán hương nè các cô chú anh chị. Mấy cây dán hương này bây giờ em quay mấy cây nụ trước nha. Mấy cây nụ của dán hương nè. Dán hương nè, nụ nè. Nụ nè, trời ơi, đã nó rộ ngay thời điểm này luôn. Qua Tết cái nó nở rộ luôn nè. 180 một cây luôn nha các cô chú anh chị. Hàng đồng giá nè. Cây đẹp tuyệt vời luôn. Đó. Đang nụ. Đang nụ luôn. Gửi cho các cô chú anh chị mình gửi những cái cây mà nó nụ như thế này nè để về các cô chú anh chị mình chơi, chứ gửi những cái cây mà bông thì chắc có lẽ là khi mình nhận được chẳng tàn luôn rồi. Dáng hương đang nụ. Ôi em này tàn luôn. Đây là cái mặt hoa, đây là cái mặt hoa dáng hương nè các cô chú anh chị, bông to nè, thơm lắm các cô chú anh chị. Ngửi một cái ngược nắng. Đây là cái mặt hoa dáng hương đẹp cực kỳ luôn nha các cô chú anh chị. Nè, đẹp cực kỳ luôn. 180 cây thôi, nhưng cái này cước thì nó gọi cho các cô chú anh chị mình nó hơi cao tí, tại vì cái cây này bản thân nó cao khoảng 70 xăng rồi. Nó cao khoảng 70 xăng. Đang nụ đẹp lắm các cô chú anh chị. Rồi, cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Cô chú anh chị nào mình sưu tầm thì mình liên hệ giúp em ha. Số điện thoại là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng ở phường 7 thành phố Tân An, Long An.